EU có thể tước quyền chủ tịch của Hungary. Sự giận dữ của Liên minh châu Âu EU với chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán có thể khiến khối nước này tước quyền chủ tịch luân phiên của Hungary. Sau khi Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu hồi tháng này với cam kết đưa châu Âu vĩ đại trở lại, Thủ tướng Orbán đã lập tức có chuyến thăm Ukraine, tiếp đó ông đến Nga, chuyến thăm khiến các đồng minh phương Tây tức giận. Politico dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên của EU cho biết, các quốc gia thành viên đã khó chịu với phương châm mega, nhưng cuộc gặp của ông Orbán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ vĩnh viễn làm lu mờ nhiệm kỳ này của Chủ tịch Hungary. Với một cuộc gặp như vậy, nhiệm kỳ Chủ tịch sẽ kết thúc thậm chí khi nó chưa thực sự bắt đầu. Một nhà ngoại giao giấu tên khác cho biết, có sự phản đối chính trị rất rõ ràng đối với ông Orbán trong khối EU và NATO. Theo nhà ngoại giao này, các đại sứ của khối đang thảo luận chính xác về những động thái có thể gây sức ép với Hungary tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 10 tháng 7, Daniel Hegedus, một thành viên cấp cao của tổ chức tư vấn quỹ Masan của Đức, lập luận rằng khối nước này có thể tước quyền chủ tịch hội đồng châu Âu của Hungary trong vòng vài tuần và chuyển giao sang nhiệm kỳ của Ba Lan từ tháng 9. Điều này đòi hỏi phải có ít nhất 4 trên 5 phiếu thuận trong hội đồng châu Âu eu và hungary hiện chưa bình luận về thông tin này trong khi đó thủ tướng hungary khẳng định ông chỉ đang thực hiện sứ mệnh hòa bình nhằm tìm ra lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột nga và ukraina ông cũng khẳng định ông đến nga hay ukraina đều không phải trên cương vị đại diện cho eu